Hello, hello mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình là Thảo Diệp. Video hôm nay sẽ là một video hướng dẫn các makeup full face cơ bản nhất cho các bạn newbie với trọn bộ makeup giá siêu rẻ đến từ nhà viên Flash. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, để lớp nền được đẹp, các nàng không nên bỏ qua bước skincare nhé. Bước tiếp theo, Thảo sẽ chọn kem nền dạng lỏng, mỏng nhẹ, lâu trôi, tuyết nhỏ gọn, có màu hồng xinh xắn, tiện mang theo khi đi ra ngoài. Em này có giá tầm 33.000 cho trọng lượng 25g. Màu Thảo chọn là màu số 02 Sand Beige dành cho tông da hồng ấm. Thảo cũng sẽ chọn mousse cushion Pink Flash để đánh nền luôn. Em mousse này có hình giọt nước với giá 26.000. Mình sẽ dùng để tán kem nền và các loại kem che khuyết điểm có dạng lỏng. Mọi người nhớ đắp kỹ kem nền trước khi sử dụng để kết cấu sản phẩm được tốt hơn nha. Bây giờ Thảo sẽ test xem độ che phủ của em nó như thế nào nhé. Ở em kem nền này, mọi người cũng có thể thấy kết cấu vô cùng mỏng nhẹ, xét lì lại cũng khá là nhanh. Độ che phủ ở mức trung bình khá, nên đằng nào có nhiều khuyết điểm cần dùng thêm kem che khuyết điểm để hỗ trợ nha. Bây giờ thì Thảo sẽ dùng cọ nền tán lên 5 vùng trên khuôn mặt. Tiếp theo là mình sẽ dùng mousse cushion để dặm nền cho thật chặt. Em mousse cushion này khác hẳn so với các loại mousse Thảo từng dùng trước đó, kiểu bông như kẹo marshmallow á mọi người. Bề mặt mịn nên khả năng che phủ tốt, ít bị hút kem nền ngược vào bông. Em nền này lỏng có kết cấu mỏng nhẹ nên sau khi tán nền xong mọi người sẽ không sợ bị kaki đâu nhé. Độ bền nằm ở mức trung bình tầm 3-4 tiếng ở nhiệt độ mát, kìm dầu ở mức khá mọi người nha. Và để lớp nền hoàn hảo hơn thì mình sẽ dùng bảng che khuyết điểm 4O dạng nén chống trôi tốt Pink Flash. Em này thì chỉ có giá 54.000 thôi. Do ngủ không điều độ cho nên quầng thâm mắt Thảo rất là rõ. Và để che quầng thâm ở mắt thì Thảo sẽ chọn ô màu hồng da này để che cho mọi người xem khả năng làm đều màu da của em nó như thế nào ha. Mình sẽ dùng cọ che khuyết điểm, dặm một ít kem lên và che nhẹ ở quầng thâm mắt. Lúc apply lên da thì Thảo thấy kết cấu siêu mịn, dễ tan và không bị quá dày. Sau khi che xong thì mọi người có thể thấy hai bên có sự khác biệt rõ rệt luôn. Bây giờ thì Thảo sẽ tiếp tục che luôn với bên còn lại nhé. Mình sẽ tận dụng ô màu sáng này để làm highlight cho khuôn mặt. Và ô màu nâu nhạt này để tạo khối giúp mặt thon gọn hơn. Thảo sẽ dùng bông mousse cushion lúc nãy để tán ra luôn mọi người nha. Thảo đánh giá cao em này vì rất là tiện lợi. Đặc biệt thì mình sẽ tán kỹ xíu ở phần sống mũi cho cao hơn, hài hòa và tự nhiên hơn mọi người nhé. Cuối cùng thì mình sẽ giữ lớp nền lên chặt bằng em phấn phủ dạng nén chống nắng kìm dầu cao Pink Flash. Thảo chọn màu IL02. Em này thì có giá chỉ tầm 79.000 thôi nha. Dùng cọ phủ dặm một ít phấn, sau đó phủ đều lên toàn bộ của khuôn mặt. Do da Thảo có ít khuyết điểm cho nên chủ yếu Thảo phủ phấn bằng cọ để da khô thoáng và kìm dầu hơn. Còn với các nàng nhiều khuyết điểm nên dùng bông mút dặm phấn thì độ che phủ sẽ cao hơn nha. Thảo sẽ kẻ sơ chân mày một tí rồi mình đến bước tiếp theo thôi. Ta-da! Đây là bảng phấn mắt Pink Flash siêu tiện lợi vì có thể làm màu mắt kết hợp màu má, highlight, tạo khối các thứ luôn đó mọi người. Một bảng xinh xắn như vậy chỉ có giá tầm 70.000 thôi, rất là rẻ luôn nha mọi người. Thảo chọn màu số 01 Mandarin Latte. Với thiết kế màu hồng siêu ngọt ngào cầm chắc tay với các ô màu khối, highlight và màu má, gồm các ô phấn mắt có 3 màu lì và 3 màu nhũ. Đầu tiên thì Thảo sẽ chọn ô màu nâu khói này để tạo khối thêm cho khuôn mặt sắc nét hơn các bạn nhé. Theo Thảo cảm nhận thì chất phấn của em này có độ bám khá là tốt, độ lên màu khá cho nên là các nàng không sợ khi tán phấn bị quá tay đâu nhé. Tiếp theo thì Thảo sẽ chọn ô màu cam đào này để làm nền cho mắt, màu nhũ nhấn nhá và màu nâu để đánh hốc mắt cho mắt có chiều sâu hơn. Chất phấn khi tan lên mắt có độ bám rất là ok mọi người nha, hầu như không có hiện tượng bị rơi hạt phấn. Thảo sẽ tán thêm một ít ở phía mí dưới nữa. Tiếp theo thì mình dùng màu nâu để đánh vào phía đuôi mắt và hốc mắt tạo cho mắt có chiều sâu hơn. Thảo dùng cọ dẹt nhỏ để lấy phấn màu nâu đó và kẻ một đường ở phía đuôi mắt ra ngoài giúp mắt trông dài hơn. Sau đó thì mình sẽ kẻ một đường tạo bọng mắt ở phía dưới rồi dùng phấn có màu kem để làm highlight cho bọng mắt luôn.
Tiếp theo thì Thảo sẽ dùng màu vàng nhũ để đánh bầu mắt trên cho lung linh. Và với màu highlight này thì Thảo sẽ chấm ở phía đầu mắt và hai phần bọng mắt. Để mắt trông sắc sảo hơn thì Thảo sẽ dùng eyeliner waterproof pink flash màu đen có giá chỉ 27.000 thôi, cực kỳ rẻ và chất lượng làm Thảo siêu bất ngờ luôn. Đầu kẻ nhỏ và mảnh, đi nét cực kỳ dễ và đặc biệt là chống trôi tốt. Các bạn có mí siêu dầu thì nên set phấn kiềm dầu hỗ trợ trước khi kẻ nha. Thảo sẽ kẻ một đường eyeliner thật mảnh ở phía đuôi mắt và sát ở đường chân mi cho mắt trông to và tròn hơn. Sau đó thì dùng mascara với các sợi làm dài mi Pink Flash có giá 42.000. Em này thì có thiết kế gọn và cầm khá là chắc tay. Đầu cọ nhỏ mảnh giúp len lỏi vào từng sợi mi cũng như hỗ trợ chút mi dưới được hiệu quả hơn. Em này đặc biệt chống trôi tốt lắm mọi người nha. Mọi người có thể so sánh trước và sau khi chút nhé. Tiếp theo thì Thảo sẽ dùng ô màu má hồng này để tán hai bên gò má. Chất phấn màu nhẹ cho nên là khi tán lên không sợ bị quá ố dề. Dùng thêm một tí highlight để khuôn mặt sáng bừng hơn nha. Và để kết thúc bước makeup này thì mình sẽ dùng son Pink Flash dạng nhung lì màu BB03. Đây là tông màu đỏ nâu, tông này đánh lên siêu trắng da luôn. À, em này thì có giá chỉ 89.000 thôi nhé. Thảo sẽ chỉ đánh ở lòng môi rồi dùng cọ để tán son ra cho thật tự nhiên. Em này thì sẽ dây ra thành cốc khi ăn uống, nên mọi người nhớ mang theo dặm lại nhé. Vậy là kết thúc bước makeup rồi, nào mình cùng biến hình thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Đừng quên bấm like và subscribe để là những người đầu tiên đón xem những video khác từ mình nha. Bye bye.